Lúc mà bạn này bạn thích con là lúc đó con đã thích bạn chưa? Thì lúc đó con không có biết. Hay là bạn thích con trước hả? Bạn nó cũng không thể hiện ra là bạn nó thích con luôn. Triều có kêu bây giờ cho anh lựa chọn á, à là Triều biết luôn. Dạ biết. Mà Triều vẫn chấp nhận hả? Dạ không. Dạ không. Sáng ngày hôm sau là con chấm dứt với bạn đó. Trời, nghe lời chị bạn vậy cách sao? Con nhắn tin. Rồi bạn ấy đồng ý liền không? Dạ lúc đầu bạn ấy không đồng ý. Con dứt khoát luôn. Dạ dứt khoát luôn. Và bạn ấy đồng ý. Dạ vâng. Lúc đó là không nói chuyện với con luôn. Ai? Này. Không có chuyện con luôn. Dạ, chỉ hai đứa luôn. Nhưng là chưa con được hai đứa luôn. Đây là đầu tiên cho con chào cô Hồng Vân và chú Úc Thuận. Con tên là Nguyễn Hoàng Vinh. Năm nay con 22 tuổi và con làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. 22 tuổi vậy là vừa mới tốt nghiệp đại học đúng không? Dạ đúng rồi, con mới tốt nghiệp hồi tháng 4 vừa rồi. Là có như có em bé lên nhận chung bằng với ba luôn á. Ủa sao chị biết vậy? Thì chị thấy trên mạng á. Quen quá đúng không? Đúng rồi. À. Dạ thì con có em bé là hồi tháng 10 năm ngoái. Thì em bé ra đời. Nhưng mà xong rồi với lại lúc đó thì con đang làm là khóa luận tốt nghiệp. Cái con mới nghĩ ra là cái ngày mà mình là lãnh tốt nghiệp á thì mình cần làm cái gì đó cho nó cho có kỷ niệm với mấy con. Nên con là cho nhóc lên chung với con để nhận bằng chung luôn. Toàn video clip hot quá. Lắm luôn. Rồi bây giờ cũng phải hỏi tới cái người mà cũng tạo nên cái độ hit của cái clip đó. Mời em giới thiệu về mình. Dạ con chào cô Hồng Vân với chú Thuận. Con tên là Hải Triều. Năm nay con 26 tuổi. 26 là lớn hơn Vinh là dạ, 4 tuổi. Một vài tuổi thôi. Dạ. Đó. Hai tụi con đều làm freelancer, làm marketing. Rồi em bé là bây giờ là cháu được dạ 8 tháng. Rồi bây giờ quay ngược thời gian. Dạ. Cơ duyên nào các bạn này gặp nhau nè và có ấn tượng gì về nhau? Lúc mà con học đại học á, con làm chủ nhiệm của câu lạc bộ marketing. Thì lúc mà con ra trường rồi, con vẫn liên lạc với lại mấy bé ở trong câu lạc bộ đi chơi, kiểu đi cà phê rồi này nọ hoặc là tạo sự kiện cho mấy bé chạy á thì con tuyển anh này vô. Lý do tại sao tuyển anh này? Mỗi năm mà đầu năm là sẽ tuyển thành viên cho câu lạc bộ. Lúc đó thì tụi con cũng không có thân luôn. Lúc mà tuyển vô rồi xong bắt đầu chơi chung rồi kiểu đi chơi nhiều rồi nói chuyện nhiều thì lúc đó mới nhận ra là thì là thích cái mình thích là, đúng không? Lúc đó là mới là chị em thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng sao lần đầu tiên thấy chị ấy sao nè? Con thấy trong câu lạc bộ rất là dữ. Thấy cứ khó với lại mấy em lắm. Có khó với con không? Dạ khó luôn. Khó có một đợt là con làm nhưng mà bị nhận xét nhiều quá. Xong rồi cái con định out câu lạc bộ luôn. Chuyên sao là chắc là ghét của nào á thì trời cho của nấy. Tức là mấy tháng thì con cảm thấy là con có thích cái bà chị này. Cái gần sang năm thứ hai của con rồi thì con mới bắt đầu là nói chuyện nhiều. Nói chuyện thì nói chuyện trong group, nói chuyện bạn bè thôi. Xong rồi mới về sau thì mới hẹn nhau đi chơi riêng. Lúc mà bạn này bạn thích con là lúc đó con đã thích bạn chưa? Thì lúc đó con không có biết. Hay là bạn thích con trước hả? Dạ, bạn nó cũng không thể hiện ra là bạn nó thích con luôn. Lúc đó là con đã có người yêu chưa? Thì lúc đó con chia tay người yêu cũng lâu rồi. Còn con lúc đó con có người yêu chưa? Con có rồi. Cái mối tình của con là hay cãi nhau quá nên làm cho con thấy nó mệt quá. Nó mệt á. Xong rồi nên con muốn dứt. Con thích cô gái này là con đã dứt cô gái kia chưa? Không, lúc mà có tình cảm với lại Chiều rồi thì vẫn chưa dứt. Tại vì con không dám nói ra là chia tay. Tại vì con chưa, đó giờ con chưa có chia tay ai. Nhưng mà rồi nè, rồi bây giờ vừa quen với bạn Chiều và vừa không muốn dứt bạn kia. Không phải là không muốn mà không dám nói. Không dám dứt bạn kia. Dạ vâng. Nhưng mà vô tình nó là như vậy là không có được. Đúng. Vậy thì giống như bắt can hai tay đó. Nhưng mà rồi cuối cùng thì làm sao mà dứt được sao dứt được kia? Dạ thì hôm đó thì Chiều có kêu bây giờ cho anh lựa chọn á. À là Triều biết luôn. Dạ biết. Mà Triều vẫn chấp nhận hả? Dạ không. Dạ không. Con thấy cũng kỳ á. Tại con là con rất là không thích những người có bồ. Mà thì đó ghét của nào thì trong của đó. Mà này lại vừa có bồ vừa cua mình nữa. Không có cua. Không chỉ dạ, là chỉ thích thôi, cái mối tình nó chỉ là thích thôi. Thì con biết là tâm tư của anh này. Đó nên là con nói là thôi bây giờ á. Đó là sự quyết định của anh. Anh kết thúc mối quan hệ. Không, lúc đó là vẫn là kêu bằng tên thôi à. Kêu tên hoặc là kêu bằng xưng anh chị với em thôi đó, chứ vẫn chưa có là gì với nhau. Mình kể thì mình phải kể đúng. Rồi sao vậy? Con sao? Khi mà nghe chị dạ, vậy thì khi mà nghe cái đó xong là sáng ngày hôm sau là con chấm dứt với bạn đó. Trời, nghe lời chị bằng vậy cách sao? Con nhắn tin. Rồi bạn ấy đồng ý liền không? Dạ lúc đầu bạn ấy không đồng ý. Con dứt khoát luôn. Dạ dứt khoát luôn. Và bạn ấy đồng ý? Dạ vâng. Lúc đó là không nói chuyện với con luôn. Ai? Bạn này không nói chuyện con luôn. Dạ, chia tay hai đứa luôn. Nhưng là chia tay được hai đứa luôn. Con thấy mà trong việc đó là con là người có lỗi. Nên con mới là không nói chuyện với Chiều với lại không nói chuyện bạn kia luôn. Đó. Nhưng ngày hôm đó con im lặng. Con như là mất cả chị lẫn chài luôn. Dạ đúng rồi, con off hết Facebook, off hết mạng xã hội luôn. Gọi lại không được luôn. Gọi điện cho con cũng không nghe máy. Trời, con gọi cháy máy luôn á. Tại sao con lại có một sự quan tâm đặc biệt đến Vinh vậy? Mà con phải gọi cháy máy luôn. Tại vì có lúc đó con thấy ngon quá bỏ uổng.
yêu rồi mà. Nhà Vinh là bán bún riêu. Hôm qua con ăn thì con thấy cái cách bạn này mà nó đối xử với lại gia đình á rất là thích. Kiểu như là hiểu rồi, đây hiểu. Là người đàn ông của gia đình luôn. Hiểu hiểu đó. Tại sao chú hỏi như vậy là bởi vì chú không nắm được cái giai đoạn mà con đi qua nhà ảnh và con cảm nhận ở ảnh. Bao nhiêu lâu thì con mở lại Facebook? Thì tới tối hôm đó con thấy là gọi nhiều quá. Rồi mà con cũng thấy là chắc là có chuyện gì mới gọi con. Lúc con vừa mở ra thì con lại thấy gọi, lúc đó là cái điện thoại nó vừa reng lên luôn. Đó xong rồi mới nói chuyện hồi cái mới từ mới bình thường lại dính luôn. Công khai quen nhau luôn. Con công khai ngày cái tháng 4. Hai đứa yêu nhau và cưới nhau là do bác sĩ bao cưới đúng không? Dạ đúng, đúng rồi. Tụi con quen nhau 2 năm hơn rồi mới có em bé. Rồi bây giờ trong cái khoảng thời gian mà các bạn yêu nhau cho đến lúc cưới thì nó có những cái trắc trở, nó có những cái sự chia tay chia chân gì không? Dạ trong khoảng thời gian đó thì con không có chia tay nhau, nhưng mà trong khoảng thời gian đó là nó dính ngay mà 2 năm dịch. Tụi con chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, không có gặp nhau. Dạ không gặp nhau. Dạ cũng có những cái, nói chung là cứ mở cửa ra là tụi con dính như Sam luôn. Kiểu mà dính. Vừa hết giãn cách là tụi con sẽ gặp nhau. Xong rồi gặp nhau được một thời gian nó lại giãn cách lại. Rồi lúc mà con, khi con nghe là con có em bé thì lúc đó con sợ phản ứng của Vinh á? Dạ thì trước đó là sinh nhật con là ngày 24 tháng 2. Thì vợ con là báo tin của em bé là ngày 28 tháng 2. Giống 4 như, ngày sau đó. Dạ 4 ngày sau con giống như là con nhận một món quà rất là lớn luôn á. Con có hai tâm trạng, đó là vừa vui mà vừa lo. Con là con vẫn còn đang học, con không biết là tài chính để lo cho vợ con, để lo cho thằng nhóc là nó sẽ ra sao. Đủ không? Dạ không có đủ. Còn vui là tự nhiên là mình đang đi học, đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi chơi, đúng làm ba. Cái nhiên làm ba. Dạ sang ngày hôm sau thì con muốn chắc ăn hơn, con có đi siêu âm để con xem là thế thai đó bao nhiêu tuần rồi. Bác sĩ kêu là thai đó được 8 tuần. Thì con biết cưới liền đẻ không hôi là vợ con mà bụng to quá thì không có mặc sơ re được. Con có về nói cho bố con trước. Mà bố nhìn mặt hai đứa mà cứ lấm la lấm lét là bố cũng bố nghi rồi. Rồi. Con mới kêu là con với Kiều là có em bé rồi. Bố con rất là bình thường. Kêu bây giờ là con cứ lên phòng đi, đợi mẹ tắm rửa xong đi rồi bố lên là bố là nói chuyện với mẹ với con sau. Rồi mẹ con vừa nghe con nói cái mẹ con bị đứng hình. Con không nói được gì nữa mà cái giận con kêu mày á, mày mới chưa học xong nữa mà mày đã có em bé rồi. Mày lấy gì mày lo cho nó. Kêu không, bây giờ nếu đã có em bé rồi thì con vừa học con vừa đi làm rồi. Miễn sao mà con có thể mà lo cho con của con mẹ cho vợ con là con cái gì con cũng làm hết. Xong rồi mẹ con cũng im một thời gian vậy á, rồi con mới năn nỉ. Mẹ con kêu bây giờ có cháu rồi thì mình vui thôi chứ sao. Mình đi kể cho bạn bè là sắp khoe tới đó, là khoe ban đầu là im lặng. Dạ, đúng rồi. Sau đó coi như là xả láng luôn. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ phản ứng của gia đình con là sao? Con nói với ai đầu tiên cái tin này? Con nói với anh hai con á. Rồi phản ứng của anh hai sao? Tại vì con ở chung với anh hai con. Hai vợ chồng con hiện tại vẫn ở chung với anh hai luôn. Anh hai con bình thản lắm, y như bố vậy. Ồ vậy hả? Dạ. Anh hai con mở đường cho con. Mẹ con có linh cảm hay lắm. Kiểu như là trước đó là con đã kiểu trễ á, về con quê con thăm mẹ, con nói mẹ có khi nào có bầu không? Con kiểu không có đâu, cái này chắc trễ thôi. Mẹ ai về thiệt. Cái con về con nói với mẹ con cũng, hồi mẹ nói mà. Cái ba con kiểu, hồi sao hai đứa này kỳ rồi, xong cũng hết. Bây giờ có lúc đó vậy thôi á. Nhưng mà bây giờ sanh nó ra rồi là ông bà nội, ông bà ngoại là chắc mê lắm hả? À, kiểu là dành nhau luôn. Dành nhau luôn. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi nè. Về nhà đó, về. Rồi á là nhiều những cái gọi là cái tật á, cái tật mà thiệt á, gọi là khó chịu mà ương bướng hay là kiểu mà chướng á, hiểu không, giống như chướng á. Đó là những cái tật gì? Đứa nào chướng hơn đứa nào? Đó. Ai kể trước đi? Dạ, chắc cho vợ con kể trước đi. Dạ vâng. Thì lúc mà tụi con quen nhau 2 năm á là tụi con hầu như kiểu không bao giờ cãi nhau luôn. Không bao giờ giận nhau bất cứ cái gì luôn á, nó vui lắm. Nhưng mà lúc mà cưới nhau về thì lúc đó xui là con có bầu. Nên là cái hormone, cái cảm xúc của con tình con nó thay đổi. Dạ. Kiểu như có một cái việc nhỏ thôi là con đã kiểu rất là bực mình rồi. Mà chồng con thì rất là nhây, thấy con bực mình là chọc thêm cho bực thêm. Kiểu chọc tới khi nào mà hai đứa gây lộn luôn. Dạ gây lộn thì thôi. Rồi là nhây đó. Nhây. Một tật xấu là nhây. Tại vì lúc mà con chọc bình thường á đã cọc rồi, mặt đã nhăn rồi. Mà con càng nhây nữa thì càng nhăn hơn. Mà con lại khoái nhăn. Dạ đúng rồi, mà con thích cái biểu cảm mặt mà nhăn á. Nên là con cứ chọc cho tới khi nào mà cọc mà con nhây tới độ mà bực lên phải hét lên luôn. Thôi dừng đi á. Rồi thì con mới dừng. Nổi điên á, bắt đầu nổi điên lên. Nổi điên rồi đó, con mới dừng. Chứ mà có bình thường quá thì con lại không chịu. Ví dụ như bà giận quá rồi mình dừng lại rồi có năn nỉ phải không?
Dạ, tụi con từ lúc quen á thì đã nói với nhau á, mà nếu mà có cãi nhau là giải quyết trong ngày hôm đó luôn, chứ đừng kéo sang ngày hôm sau. Nên là con vừa chọc điên lên xíu, xong rồi xíu là con lại dỗ. Con lại kêu xin lỗi nha, giỡn nãy giỡn thôi chứ không có tình đâu. Rồi cái bà xã. Dạ xã ra. Rồi, và thêm đặc gì nữa? Chồng con chắc có chỉ có là nhây là cứng đầu không? Dạ không. Con cứng đầu không? À, dạ. Chỉ có nhây thôi hả? Nhây dạ. Có cái ví dụ nào mà về cái nhây này ra kể con nghe coi. Dạ thí dụ như vợ chồng thì con mới sinh em bé á, mà bạn này thì bí lâu quá. Xong cái bạn cứ khều con. Cứ khều vậy đó. Mà con nói không, tại vì con không có đâu có đủ hóc môn để đáp ứng đâu. Xong cái cứ khều con hoài á, khều từ năm này qua tháng nọ luôn. Trời gì dữ vậy? Năm này qua tháng nọ dạ, luôn hả? Và từ lúc năm ngoái sinh em bé tới bây giờ luôn. Trời ơi là con để đâu? Ác quá vậy. Trời ơi. Sao con ác với nó vậy? Con cũng mở nhưng mà con mở là từ từ. À. Tại vì sức con thì sinh em bé là sinh mổ. Mà con còn hút sữa nữa. Mà con hút chắc 2 lít sữa một ngày á. Nên là sức khỏe của con kiểu như là nó rất là yếu. Nên là con chỉ muốn ngủ à. Bây giờ là mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Bớt nhây với con. Nó có một tật xấu là dạ, nhây thôi, giờ nó thay đổi là bớt nhây thôi. Tới con đó, con nói cho dạ, nó đi. Tật xấu của vợ là chắc là cọc tính đó. Cọc tính nè. Dạ. Rồi. Có ỷ lớn rồi ăn hiếp. Dạ đúng rồi. Con nếu mà nói ỷ lớn á thì không có, nhưng mà có nhiều lúc á mà cãi nhau xong rồi sang ngày hôm sau kêu anh á, anh còn nhỏ. kiểu anh là chưa có kinh nghiệm đâu. Với lại mà với sự mà trải nghiệm của anh còn ít. Em là lớn hơn tới 4 tuổi mà nên em có nhiều. Em ăn cơm rồi là anh còn bú sữa. Dạ đúng rồi. Cái gì nữa? Còn năm sữa mà anh đòi cãi. Rồi sao mỗi lần mà nghe câu đó của vợ thì sao? Cứ vợ chồng nó cưới mà cứ tuổi tác. Đã anh lúc đầu. Anh đòi bằng tuổi. Anh đòi ngang hàng với con. Đổi khai sinh luôn đi. Với lại mỗi lần mà khóc á là rất là khó dỗ. Là đỉnh điểm là một lần giấy khai sinh thì cái lần đầu tiên con đi làm á, con đã viết giấy đó, con cứ viết đi viết lại tại vì vợ con muốn con này, nhưng mà người ta lại nói con một đằng khác. Vợ con kêu giờ muốn ở Bình Dương, con kêu bây giờ nếu mà ở Bình Dương thì người ta muốn ký một cái tờ giấy gì đó. Xong rồi cái vừa về cái thằng thấy là khóc, đang khóc, xong rồi con mới kêu thôi vậy em đi làm giấy khai sinh đi, thì giấy khai sinh thì anh là khỏi làm nữa, cho em làm. Lúc đó con đang ở cử nữa, ảnh nói câu đó sắp ấp đó kịp nhây á. Dạ xong rồi con đợi hồi nữa thấy vợ con hết khóc, nó khóc không cũng ít à. Xong rồi con thấy vợ con hết khóc cái con lại con kêu con mới giải thích cho con theo quê quán của anh đi. Vợ con không nói gì hết, cứ im tới tối vợ con lại khơi cái chuyện đó lên. Lại nói nữa, lúc đó cũng trễ rồi, cũng 11-12 giờ rồi. Tính con là con không muốn cãi, mỗi lần cãi nhau là con hay bỏ đi lắm, con hay đi bỏ ra ngoài phòng khách hay là cái gì đó. Không đợi lại. Dạ đúng rồi, con đợi khi nào hết, đợi con bình thường lại rồi con đi vô con mới nói. Con vừa bỏ ra cái khóc quá trời. Khóc tiếp, đúng lúc đó là vợ con cũng đi hút sữa nữa. Đang hút kiểu mà đang ức trong người mà còn bắt đi hút sữa thật cọc á. Cái tự nhiên là làm rớt cái bình sữa. Vừa rớt xong cái khóc mà muốn ngất luôn. Khóc mà giống như mà con muốn đi đưa đi bệnh viện luôn á. Khóc ngất luôn. Xong rồi cái con không biết làm gì hết, con mới bế cho phòng. Nguyên ngày hôm đó là con thức nguyên một đêm luôn. Nên chưa mình cũng sót đúng không? Dạ đúng rồi, thấy có chuyện vậy mà mình đã làm vợ mình khóc rồi ngất gì. Lúc đó là con cũng tay chân hoảng sợ chứ. Sợ. Kiểu chưa bao giờ thấy vợ mà khóc mà cứ nằm yên mà cứ như vậy nè. Lúc đó con có xin lỗi được không? Dạ, có dỗ dành được không? Dạ, sáng ngày hôm sau con có nói, con có xin lỗi. Cho nên dạ, cũng hòa thuận thôi. Cuối cùng là đi đâu? Bình Dương hay đâu? Dạ, giờ đang dạ cậu con vẫn ở đây vẫn làm ở đây. Dạ con muốn vợ thay đổi điều gì cái điều này đâu mà thay đổi là chắc là bớt bớt khó chịu, cọc tính lại thôi. Chứ mà nếu mà nói về mấy chuyện kia thì không có gì khiến vợ thay đổi nữa. Có nghĩa là bây giờ nó đã xả cửa cho con rồi đúng không? Xả rồi. Dạ, đã xả rồi. Rồi vậy thì ngon rồi. Nói tóm lại là rất là dễ thương hai đứa con luôn á. Vợ của con nó đang trong cái thời kỳ á là gọi là hậu sản á, con hiểu không? Cho nên tính tình nó sẽ còn phải nóng tới khoảng khi em bé khoảng chừng hơn năm tuổi rưỡi nó mới đầm lại. Con cố gắng chịu đựng nó thêm 7 tháng nữa đi con. Rồi bây giờ cho gặp em bé được không? Cho gặp để con đi giống ai? Cho gặp em bé đi. Trời ơi. Các bà nhé. Ôi trời cái mặt em. Trời ơi, thương quá. Mặn cưng quá được con. Ông Thuận chúc cho con ăn mau chóng lớn nha. Rồi lớn lên coi như lấy hết những gì tốt đẹp nhất của ba mẹ vào trong mình nghe con nghe. Rồi chúc cho hai đứa lúc nào cũng yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, tận hưởng cuộc sống
và chúc cho hai con luôn luôn hạnh phúc nha. Dạ. Cảm ơn cô chú. Nhìn bạn xíu nữa tôi té ghế. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Thành Thuận. Dạ, em 31 tuổi. Em làm nhân viên event. Chị Hồng Vân là chị té ghế được rồi đó. Anh Quốc Thuận hỏi chuyện em Thành Thuận. À, và em. Dạ, em tên là Hồng Y. À, em năm nay 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng. Thuận và bà Y gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau cách đây 16 năm. Hả? Trời ơi. Dạ. Thâm niên dữ vậy đó. Dạ. Tại vì hồi xưa tụi em học chung trường. Học chung cấp 2. Dạ. Lúc đó em 16 tuổi thì vợ em 14 tuổi. Cấp 2 cái lúc là lớp 9 đúng không? Dạ, dạ đúng rồi, lớp 8, lớp 9. 8 16 tuổi học lớp 8 hả? Dạ, tại vì em học trễ. Rồi sau thời gian đó thì học hết cấp 2 là tụi em mất liên lạc. Cho đến khoảng 10 năm sau á thì tình cờ là đám cưới của một người bạn chung hồi cấp 2, cái tụi em mới gặp lại. Và trong cái đám cưới đó hai bạn gặp nhau thì cái dạ, lúc đó là tụi em ngồi chung một bàn. Xong thì ấn tượng đầu tiên của em gặp lại bạn này á thì lúc đó bạn này rất là sexy, thì dáng thì cũng đẹp, gương mặt cũng xinh. À, với lại ngồi trong cái nhóm bạn mà nhóm bạn thân của em, cho nên những bạn kia thì lúc nào cũng gặp hết rồi, còn bạn này thì lâu quá không gặp lại. Lâu mới gặp lại. Mà có nhận ra nhau liền không? Dạ nhận. Rồi gặp nhau đám cưới rồi tiếp theo là gì? Đám cưới xong rồi mấy bạn rủ nhau đi karaoke. Đi karaoke ngồi với nhau thì lúc này bạn này đòi về sớm để đi Sài Gòn đi làm. Khi mà gặp nhau á thì em quyết định là chắc mình phải cưa bạn này cho bằng được. Thì em mới đề nghị là trở về nhà. Thì trên đường trở về thì em hỏi xin số điện thoại. Rồi đến bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Dạ 2 tháng. Rồi. Mà lúc đó em có nghĩ là em sẽ yêu bạn này không? Dạ không, tại vì em nghĩ bình thường bạn bè gặp lại lâu quá mà gặp lại thì rủ đi chơi thì mình đi thôi. Nhưng mà sau đó tại sao 2 tháng thì em lại quyết định yêu bạn này? Tại vì tụi em đi chơi xa, đi về Vũng Tàu thì đi bằng xe máy, xong rồi đi lên thì vợ em mới lúc đó là đòi về. Đêm rồi, khuya rồi, mình phải về chứ không về tao nói sao? Rồi sao? Em có chịu về không? Dạ cũng về. Về tới Sài Gòn thì 2 giờ sáng. Nó là em ở trọ, 2 giờ sáng thì cái phòng trọ đóng rồi. Em mới gọi điện cho cái chị mà chủ trọ thì chị không bắt máy. Rồi sao? Xong rồi lúc đó em đề nghị là thuê khách sạn cho bạn này ở. Thôi bạn chỉ đề nghị là bạn này ở thôi em đi về. Dạ nhưng mà em không chịu. Bạn sợ ma. Dạ đúng rồi. Em nói là thôi bây giờ anh để ấy là bạn để vậy sao mà được. Sợ ma lắm, y sợ ma lắm. Thôi bây giờ ở lại chung luôn đi. Lúc đó em quân tử lắm, em kêu là thôi vậy thuê phòng kế bên để em ở kế bên. Dạ vô duyên. Xong rồi sợ ma. Em cũng không chịu luôn. Tại vì em nói nếu mà hai phòng kế bên mà vừa sợ ma mà còn tốn tiền nữa. Nói thôi bây giờ cứ ở chung phòng đi, dù sao cũng bạn bè mà có gì đâu. Cái phòng đó là 2 giường hay 1 giường? Dạ 1 giường. Một giường hả? Dạ. Nhưng mà tụi em mệt quá, tụi em lăn ra ngủ hết rồi anh. Ngủ rồi có nghĩa là dạ lúc đó ngủ không biết gì hết anh. Xong rồi sáng ra mới biết. Là có gì không? Dạ sáng ra thì hết. Cũng nằm nướng vậy đó, tivi lên xem. Rồi cái chuyện nướng sao? Dạ xong thì lúc đó là máy lạnh, thì lúc đó cảm giác lạnh rồi đó. Thì kéo cái mền đắp chung đó. Thì lúc đó em mới lấy cái chân em Khều khều đụng qua. Đụng bạn này đụng nhẹ bạn bên này. Thì em cũng đá lại. Nhưng mà đạp cái kiểu giống như là kêu là đụng tiếp đi vậy. Tại sao? Dạ. Thì em cũng gác tiếp xong đập qua đập lại cái nhìn nhau. Cái hôn nhau không có gì hết. Cái chuyện đỏ hậu. Không, nhưng mà hôn nhau vậy là có nghĩa là bạn này đã quyết định là yêu đồng bạn ý. Rồi. Dạ. Mới là đồng ý cho hôn. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì sau đó tụi em hôn nhau. Thì hôn nhau nhưng mà hôn nhau sau đó 1 tuần rồi chia tay. Ủa sao vậy? Tại vì học chung với nhau vậy đó, xong quá trời bạn chung luôn, giờ mà tự nhiên em quen á, cái mấy bạn kia biết rồi kỳ lắm. Kỳ đâu kỳ. Mấy bạn chọc. Xong rồi lúc đó làm em phải cưa lại từ đầu, cưa thêm 1 tháng nữa thì mới dính. Mới chính thức. Dạ. Rồi bao lâu đám cưới luôn? Dạ là 2 năm. 2 năm mới đám cưới. Bây giờ tụi em đã có em bé chưa? Dạ 20 tháng rồi. Như vậy là hai vợ chồng cưới nhau xong về thì có phát hiện điều gì bất ngờ ở chồng em không? Dạ có. Giờ là tụi em rất là khắc khẩu. Mỗi lần cãi nhau với là bạn này im không có nói gì hết á. Cái em càng tức hơn nữa, mà mình cãi nhau với đối phương mà đối phương im lặng không nói, giống như là khinh thường vậy đó. Thì có một lần em bực quá thì em mới đập bàn. Hết hồn em quay lại hỏi làm gì tưởng sao đập bàn. Lấy gì đập vậy? Lấy bịch bánh mì. Trời, bịch bánh mì đập bàn. Tại vì em tức quá không biết làm gì hết á. Tức mà giống như là bị ức chế. Tại vì ví dụ như là có chuyện gì thì cãi nhau thì mình phải cãi lại, phải nói. Nhưng mà thường hai bạn hay cãi nhau về chuyện gì nhiều nhất? Về con cái là nhiều. Bây giờ trở lại cái vấn đề là trước khi tụi em đám cưới á, tụi em có hay ngay cự cãi hay về vấn đề gọi là
chuẩn bị mọi thứ cho cái đám cưới. Không có nghĩa là đám cưới tụi em có suôn sẻ hay là có cái khó khăn gì trước đám cưới không, hay là vẫn suôn sẻ như là cái mối tình của tụi em vậy? Lúc mà sắp cưới á thì tụi em mới đang ngồi trong công viên, thì lúc đó cũng có cả nhà về vấn đề tiền bạc với lại là cái cách mà tổ chức đám cưới rồi ý kiến này nọ thì không ai nhường ai hết. Lúc đó em tức quá em mới nói là thôi chia tay luôn đi, khỏi cái đám cưới gì hết. Thì bạn này mới kêu là thôi không cưới gì thôi. Lúc đó em nói chia tay thì chia tay, em về em nói với mẹ là hồi hỷ hôn đi, anh về nói ba má khỏi qua. Nhưng mà rồi sao? Xong rồi cái nói vậy thôi đi về. Bạn này kêu là thôi chia tay thôi để em đi bộ về. Xong rồi cái em cũng để cho đi bộ về luôn. Trời ơi. Không thiệt tình thiệt. Tại vì lúc đầu yêu nhau là em đã giao rồi. Em nói là yêu nhau mà giận nhau là không có được đi bộ về. Nếu mà đi bộ về là để cho đi bộ về, chứ anh không có thích là đi theo năn nỉ. Cái là em đi bộ về luôn. Xong mà rồi về, em để cho em đi mà em cứ quay lại mà không thấy. Thì em đi sớm, ông nhanh lắm mừng mà. Cái em đi về luôn. Thì sau khi về nhà thì em cũng suy nghĩ, em thấy chỉ có chuyện như vậy mà mình đòi chia tay á, thế mình cũng sai. Nhưng mà em gọi điện cho bạn này thì bạn này không bắt máy. Lúc đó em đi nhậu. Đi nhậu gì buồn hay là bực? Dạ bực. Rồi khi mà tỉnh lại rồi hết bực thì cô quay lại đang nghĩ. Lúc đó thì em mới em thấy vậy thì em gọi điện hoài, thì bạn của bạn này là đang nhậu chung á mới bắt máy, cái nói là bây giờ Thuận đang ở bên này nè vậy đó. Em cũng lo lắng tại vì bạn này đang còn giữ tiền nữa. Giữ tiền cưới. Giữ tiền cưới. Em cũng lo lỡ mà rớt cái chết luôn. Cái là em mới xách xe em chạy qua luôn, em tự làm qua chứ. Cái là tụi em cưới. Cưới xong rồi có cái tiếp tục cái kiểu giận hờn đó rồi đòi ly dị không? Dạ có. Ai? Dạ bạn này đề nghị ly dị. Thì đó tôi biết, tôi hỏi là tại vì cái kiểu này giống nít quá à. Ủa mà lý do gì mà em đòi ly dị? Cái lần đầu tiên á, là lúc đó là em đang có em bé. Lúc đó cũng được 7-8 tháng rồi, cũng sắp sinh rồi. Thì trong một lần là bạn này có tiệc mới là chở em đi. Hôm đó vui nên là bạn này nhậu nhiều. Xong rồi em mới nói là anh ơi uống ít thôi. Mà bạn này cũng vậy à. Xong rồi em mới tức mà em mới nói là thôi đi về. Thì em leo lên xe, em chưa kịp ôm thì bạn này chạy một phát rồi. Thì em rớt xuống. Trời ơi. Thật ra thì lúc đó em không có uống nhiều. Em chỉ cầm ly cụng rồi em nhấp môi thôi à. Nhưng mà khi mà đẩy xe ra thì bạn này có cái thói quen là giận nhau là không có ôm. Nhưng mà em nghĩ không ôm thì thủ thế rồi, tại vì đang có bầu mà. Em đâu có biết đâu, thì em lúc đó em chỉ lên ga nhẹ chút xíu thôi. Bạn này làm nhanh quá mà. Thì cũng rồi rớt cái bịch luôn vậy hả? Dạ. Xong rồi lúc đó em cũng khóc tại vì em lo. Em cũng đau. Xong rồi cái là chở đi bác sĩ thì hên không có gì hết, cũng đỡ. Đó thì là... sau đợt đó em về, xong là tối nay em về em nói là ly dị. Tại vì em buồn quá, tại vì bạn này không có lo gì hết, không có nghĩ cho em, nghĩ cho em bé nữa. Cái là em đòi ly dị. Rồi bạn này sao? Em thấy cũng có lỗi. Lần đầu tiên bạn xin lỗi em luôn. Trời, tôi nghe xong qua tôi muốn nhổ tóc ông ghê. Còn lần thứ hai thì sao em? Dạ lần thứ hai là lúc đó là chuyển qua nhà mới thì cái phòng mới là chưa có bắt đèn. Em thì em sợ em bé không có đủ ánh sáng á. Em mới nói bạn này là phải bắt đèn mà nói hoài, ngày nào cũng nói cả tuần luôn. Bạn này cũng không chịu bắt đèn. Cái bữa đó em tức quá, không chịu bắt đèn thì ly dị đi. Thì cái thời gian đó là công ty em cũng nhiều việc lắm, em cũng bận. Thì em cũng câu cái bóng đèn cũng sáng đủ cái phòng rồi. Thì băng câu tạm đi. Thì khi mà bắt cái bóng đèn dài thì cũng phải khoan rồi này kia, cũng mất nhiều thời gian lắm. Thì em nói thì thôi để khi nào anh có thời gian anh làm cho. Thì cứ đòi ly dị, em nói thì ly dị em biết đơn đi anh ký. Trời ơi, có mấy cái bóng đèn mà bấm đòi ly dị. Không biết là còn bao nhiêu lần ly dị kiểu vậy nữa. Nè, ông phải thay tả cho con nghe. Ông thay mày vô lạng hoàng rồi tôi ly dị. Có không? Thay tả thì em tự giác. Không phải, từ đó, từ cái vụ mà thay bóng đèn cho tới giờ có lần nào bấm ly dị vậy? Dạ hết rồi, có 2 lần thôi. Dạ hết rồi. Có dự định trong tương lai không? Đâu. Tại vì bữa đó em cũng nói giỡn thôi mà bạn này tự nhiên đồng ý luôn. Em nói không biết viết đơn. Em kêu là lên Google search tìm đơn về viết. Nhưng mà nhớ để vô đó lý do là ly dị vì không chịu bắt bóng đèn. Không chịu bắt bóng đèn. Hề quá. Còn gì nữa không em? Từ khi mà sinh con xong á là tụi em có nhiều cái mâu thuẫn là về cái việc mà nuôi con. Em ở nhà em chăm con, các bạn đi làm về, các bạn cứ nhìn xong cái sao em xích dầu ít quá rồi, không chịu xích dầu, không chịu mang vớ tùm lum hết trơn á. Thì lúc đó em cảm giác là em rất là bực bội, tại vì mình đang ở nhà nữa. Mà mình đã cố gắng hết sức rồi mà giống như là bạn này không có tin tưởng em gì đó. Lúc mà tới cái thời kỳ mà em bé ăn dặm á, thì nấu cháo để cho bé ăn, xong bạn này về nhìn vô tô cháo cái ủa em nấu cái này với cái này có hợp không, em nấu cái này con ăn được không, em có nghiên cứu chưa gì đó. Em cảm thấy là bực bội về cái vấn đề đó. Tại vì mình đã cố gắng mà bạn này không có động viên mà còn nói em này vậy nên. Bạn này là chỉ có mỗi một cái tật đó thôi đúng không? Còn kể tiếp xấu bạn này đi. Vợ em có tật xấu gì không? Hay than lắm anh. Rồi nhà ở gần mỏ than Quảng Ninh đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Hai vợ chồng hết rồi đó, đúng không? Có bộ tìm cái xấu về nhau khó ghê luôn á, thiệt á. Hay là trước khi lên chương trình này đã thống nhất với nhau là không được kể xấu về nhau đúng không? Dạ không có cái xấu nữa mà em thình lình quá em run quá em quên rồi.
cái giấy hai con cái sợ mà đánh này đó. Vậy là cái xấu quá ít đi đúng không? Sau khi mà tụi em sinh con xong thì cũng cãi nhau nhiều. Nhưng mà lúc mà cãi nhau thì bạn này không có im lặng giống như lúc trước nữa. Mà mỗi lần em nói cái bạn này cứ kêu là vậy đó, tôi vậy đó. Em điên quá em nói là vậy thì anh đi ra khỏi nhà em đi. Em đuổi ra khỏi nhà tại em. Có nghĩa là câu này là thay cho câu ly dị đó đúng không? Đúng rồi. Ủa mà cái nhà là nhà của ai mua? Ở trọ tụi em đang ở trọ. Ở trọ. Cứ mỗi tại lần giận nhau là đuổi em ra khỏi nhà. Em nói ngu sao đi, nhà này nhà thuê mà đâu có, em nói là hàng chi là không mua nhà là phải rồi. Tức nghĩa là hai vợ chồng em chắc thường xuyên cãi nhau đúng không? Rồi cãi nhau rồi thôi, không có gì hết. Mà cãi qua cãi lại xong rồi cười huề đúng không? Dạ, nhưng mà bạn này thì giận dai hơn. Mới là giận mấy ngày rồi không nhắn tin, không gọi điện không? Mà mỗi lần cãi nhau như vậy rồi ảnh hưởng tới cái chuyện mà ban đêm không? Dạ cũng ảnh hưởng lắm. Đâu có vui vẻ gì đúng không? Dạ, là đúng mỗi lần mà cãi nhau là bạn này nằm không có hôm em. Xong rồi lúc mà mới cưới thì cãi nhau hả, bạn này mỗi lần cãi nhau xong bạn này nằm im, xong em tức quá em nói hoài mà em khóc to lên để coi phản ứng của bạn này như thế nào. Ủa sao kỳ vậy, im ra. Cái em ngồi dậy em thấy bạn này ngủ đi. Bạn này là bạn này rất là vô tâm, không có quan tâm tới vợ gì lúc nào cũng vậy á. Không biết là trong lòng sao nhưng mà ở ngoài cứ vậy. Trong lòng em sao? Bây giờ hỏi luôn nè. Thì tức là cãi nhau là em tức lên là em nín, em không làm gì hết á. Tự nhiên đang cãi nhau sao quề liền được, phải có thời gian chứ. Em nghĩ vợ chồng thì cãi nhau, ý là cãi nhau để hiểu nhau rồi thôi. Thì mình sẽ bình thường chứ nếu mà giận nhau trong nhà mệt mỏi lắm. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm đến em nhiều hơn. Rồi còn gì nữa không? Phải tin tưởng em về cái cách nuôi con. Tại vì em cũng hiểu, em cũng biết và em cũng có tìm hiểu rồi. Bạn thấy vợ bạn nói vậy bạn có đồng ý không? Dạ cũng hơi đồng ý. Ủa sao kỳ vậy kìa. Còn nếu mà bạn không đồng ý thì bây giờ so ra đi. Có nghĩa là vậy nè, vậy đơn giản lắm. Em nấu đi, rồi coi một cái tô đó nó ăn trong bao nhiêu lâu. Rồi chồng nấu đi, rồi xem cái tô đó nó ăn trong bao nhiêu lâu. Nếu mà bạn nào nấu mà bạn nhỏ đó ăn nhanh hơn thì bạn nó nấu ngon hơn là đúng hơn. Thì mai mốt bạn này phải nghe bạn này hoặc ngược lại. Dạ. Vậy thôi. Tối nay về làm thử đi nghe. Thôi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hai bạn hạnh phúc lắm á chứ hai bạn. Cảm ơn. Em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh. Em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Dạ. Đấy con em. Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng gì? Hàng là mỹ phẩm và sữa tắm thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt cộng đồng Việt Nam là chính cho sức khỏe của con người ạ. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau dạ, hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi. Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau. Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ hay là nhường cho vợ. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh. Và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia, nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Ở lúc mình có hơi sợ một xíu bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nhưng nghe mà cái... là như là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình là sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ.
Dạ, chứ, của chứ mẹ. Không có liên quan gì tới chồng. Đúng rồi. Không là chồng em không đúng có. Đúng rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế đấy. Không, chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra là một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Mà nên vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến nhau, với nhau được hả? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. Rất tự tin đó. Thế còn Minh đó, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Gớm lâu thế. Gớm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm.
thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế. Với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng càng ngưỡng mộ bằng án. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng mà còn lần thứ nhì, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Lần đầu có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. À, lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. À, những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà, chỉ đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con, để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố check cam ạ, nhà có cam, bố check cam ạ. Thế rồi sao không nói là bố biết rồi bố? Bố gọi điện ạ. Lúc ấy là con chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Là tối là tá túc bên đó. Vâng. Rồi tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây nhưng mà cũng đạo không? Dạ không, chồng em không có đạo. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó
kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu và thứ thì rất là hạnh phúc thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đó, đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của con, của em, quên, của em á thì nó như thế nào? Có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi. Chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? À, mẹ em sinh năm 66. À, thế em là lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính Ngọ là như thế. Thực sự những tất cả những phụ nữ Bính Ngọ. Không, nhưng mà thực ra là như vậy nè. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Rồi có chia tay hay không? Dạ, hay có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi. Chứ không, chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc chắc chắn là lắm sẽ rất là chiều chuộng. Vâng. À. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Julia Roberts. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình đó. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á. Rồi mình có thích nghi. Có, nhưng mà em là một người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt. Nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ, mình phải chăm em rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được. Bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó. Còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nhá. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không. Nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không, tại vì của vợ của mình không, tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok, thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ, em có. Trời ơi,
Thế thì đúng là em bị áp lực về về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về thực ra về mình. Thực ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai, nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ có mẹ giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ suốt, nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây, cái tức này là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ đang ở Việt Nam, tại Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam, vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính, và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu, cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất không, cả mọi thứ vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy, đã già đâu mà thì em có nói gì đâu, cho em nên khen là chứ. Cho nên em khen về những người phụ nữ tuổi đấy vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ, hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo cho ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Tới dở, kia đi. Dở trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân. Quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó. Nói chung rất tử tế. Cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em, chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn mình, em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn lâu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy là điều bình thường. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, đã gọi là đa quá. Giống như đa con ấy. Con làm gì cũng thấy thương, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đào đó. Bới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười ở đại gái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè. Không, mình phải giật lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. Anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi. Ôi gì cũng có luôn. Nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen, nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có ạ, khó ăn lắm ạ, nhưng đó. Mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn?
Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu, không cần phải ngay. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty, nó em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và khó sự ảnh hưởng nó quá khó khăn, doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đấy em. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên. Đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Nha. Rồi, bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó, ôi. Này, khó chia sẻ quá. Trong cái gì? Chia sẻ thoải mái. Thực ra, nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn. Nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều. Ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm. Em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này. Nói ngoài, nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức là mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ. Cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay cảm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là cái đấy cảm ràm đúng không? Đó. Rồi có gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết, thực ra em không phải không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chỉ là điên, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói là. Đã thế tôi không làm. Tại vì nói là nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào mình đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double coi như mình không nghe cái gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Cảm ràm, đúng không? Cảm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì... Sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ, phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì... Mì cây nó có 7 cấp độ, thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi là dữ. Nhưng mà em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì... Nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ, trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin chưa riêng. Bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy, thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thôi cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề cái này nó tỷ lệ nghịch lắm luôn á. Nếu mà giải. Không nói thì làm sao ông làm? Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá. Cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại... Anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói như chồng em làm đi ạ? Nhắn tin. Không, không phải đâu. Đến một lúc nào đó, tức là thực sự nha. Cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn, đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi, trưởng thành, đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ, lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng.
Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa, đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn ấy đã sống trong một cái môi trường như thế rồi, có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi, và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn, chứ đâu phải là với một ai đâu. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, giỏi. Em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Nhưng khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Thành ra thôi, cái vấn đề lười thôi. Đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào nó tự nhận thức nó. Tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ. Thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là à, ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi. Thương mẹ và sẽ là thương vợ rồi, thương lắm con. Thương mẹ đấy lắm. Đúng rồi. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần động đến mẹ thôi là đấy, hình ảnh của chơi phi đó. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng nha. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội sẽ đến với Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Rồi xin chào. Rồi.